Ngày hôm nay nhân mùa đại dịch COVID-19, mọi người không được đi ra ngoài, thành ra cũng không có được có cơ hội để đến thăm ba. Do đó hôm nay con mới sáng tác được một cái bài hát được đặt tựa đề là Khúc Hát Thằng Cha, để mời ba cũng như ông ngoại của Joseph thưởng thức cái bài hát mà con sẽ viết lên để tặng cho hai ba. Xin hai ba cùng thưởng thức. Happy birthday cho ông nội và ông ngoại.